các bạn, bữa nay mình chia sẻ cách nấu vịt nấu măng. Ở đây mình có vịt mình sơ chế rồi, vịt mình sơ chế rồi nè. Ở đây măng mình cũng sơ chế rồi nè. Mình luộc, bỏ cái nước độc nó ra. Đây mình có huyết, đây có tỏi, có củ hành, này ớt để hồi mình làm nước chấm, đây bột ngọt. Giờ mình úp cái vịt này nha. Bây giờ mình úp vịt nha các bạn. Đây, vịt này giờ mình sơ chế rồi, giờ mình úp vịt. Mình cho muỗng bột hạt nêm, 2 muỗng hạt nêm. Mình cho 1 muỗng muối đầy. Cái này mình cho bột ngọt. 1 muỗng thôi. Giờ mình ướp, mình xào cho nó săn lại nha các bạn. Xào cho nó săn lại rồi mình mới đi nấu. Đây mình xào nha các bạn. Đổ dầu vô đây, xào cho gia vị nó ngấm vô thịt, đây, nó săn miếng thịt lại nó không tanh. Có tỏi, nửa tỏi thì còn nửa mình hồi mình làm nước chấm của hành. Cho tỏi nó tỏi với củ hành cho nó vàng nó thơm nha các bạn. Thì mình bắt lên cho nó sôi rồi để mình đổ vô mình nấu nha các bạn. Xào sơ nó qua cho nó thơm. Các bạn nước sôi giờ mình xào xong rồi giờ mình đổ vô nha các bạn, mình đổ vô mình nấu. Đổ vô mình nấu chắc cỡ 30 phút rồi đổ vô mình nấu ở đây các bạn. Đây các bạn, nồi măng mình bỏ măng vô, mình bỏ măng vô, bây giờ nó mềm thịt rồi. Giờ mình cắt bếp nha các bạn. Hồi nãy mình bỏ đồ nêm nếm vậy là nó vừa đó các bạn. Vịt cũng mềm rồi đó các bạn, mình nấu đây nửa tiếng rồi đó các bạn. Giờ mình bỏ đồ vô là mình bỏ cua. Bây giờ mình nhấc xuống nha các bạn. Giờ mình ăn với miếng với hủ tiếu. Giờ mình nhấc xuống nha các bạn. Giờ mình làm nước chấm nha các bạn. Giờ bên đây mình có 3 muỗng nước. Cho nửa muỗng đường, mình quậy cho nó tan ra đi mình nấu. Mình nấu mắm cho các bạn. Mình cho 2 muỗng mắm đi, cái này chấm nó mặn chứ không phải là lạc. Cho miếng chanh vô nha, cho ớt vô, cho tỏi vô. Xong cái chén nước chấm rồi đây các bạn. Mình nấu xong cái nồi bún măng của mình này nè các bạn. Bây giờ mình múc cái tô mình ăn với miếng nha. Bây giờ mình có miếng này đó.
chứ hẹ có kèm đi kèm với giá với hẹ ok nha các bạn. Măng bỏ vô bạn, thấy mình chia sẻ có ngon các bạn nhớ bấm like chia sẻ giùm mình nha. Đó. Xong rồi đó các bạn, ăn với cái này nha các bạn. Đó. Xong rồi, chụp hình đây.